Hầu hết mọi đứa trẻ đều đã từng chơi với khủng long bằng nhựa và khủng long bạo chúa luôn là món đồ chơi yêu thích của chúng. Ngoài ra, khi nói về khủng long, chúng ta sẽ không bao giờ ngừng nhắc đến T-Rex. Trong phim Công viên kỷ Jura cũng vậy, hầu hết mọi người đều thích ngắm nhìn loài sinh vật nguy hiểm này. Hãy cùng kênh Động vật Đại chiến tìm hiểu về vua của các loài khủng long. Mặc dù không phải là loài lớn nhất, nhưng là một trong những sinh vật đáng sợ nhất từng tồn tại trên hành tinh. Chúng ta cùng khám phá những sự thật thú vị nhất về loài khủng long bạo chúa nhé. Tên gọi và lịch sử của loài khủng long bạo chúa. Cái tên Tyrannosaurus Rex mang ý nghĩa là vua của những con thằn lằn bạo chúa. Tyranno có nghĩa là bạo chúa và Saurus có nghĩa là thằn lằn trong tiếng Hy Lạp, trong khi Rex có nghĩa là vua trong tiếng Latin. Henry Fairfield Osborn, chủ tịch Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ đã đặt cái tên Tyrannosaurus Rex cho loài khủng long hung bạo ấy. Chân sau của loài khủng long bạo chúa là để chạy. T-Rex có chiếc đùi săn chắc và chiếc đùi to lớn để cân bằng trọng lượng của hộp sọ dài khoảng 1,52m. Nhớ có cặp đùi khỏe nên chúng có thể chạy với tốc độ khá nhanh, từ 17 đến 40 cây số trên giờ. Vết cắn của loài khủng long bạo chúa là mạnh bạo nhất. Các nhà khoa học tại Đại học Liverpool đã phát hiện ra rằng loài khủng long bạo chúa có vết cắn mạnh bạo nhất so với bất kỳ loài ăn thịt nào khác từng sống trên cạn. Theo một nghiên cứu, lực cắn của một con sư tử là 4.450 N, nhưng đối với một con khủng long bạo chúa thì lực cắn của nó là 60.000 N. Lực cắn này lớn hơn gấp 3 lần một con cá mập. Cánh tay nhỏ nhắn. T-Rex luôn bị trêu đùa vì hai cánh tay nhỏ xíu trên thân thể to lớn và nhiều người đã cho rằng đôi tay ấy vô dụng. Theo các nhà khoa học, đôi tay ấy hoàn toàn không vô dụng. Một cánh tay có thể mang trọng lượng 204 kg. Điều này có thể không đủ cho một con khủng long khổng lồ, nhưng bạn sẽ không muốn thi vật tày với chúng đâu nhỉ? Là kẻ săn mồi lạnh lùng nhưng có dòng máu nóng. T-Rex cũng có quá trình trao đổi chất tương tự như các loài động vật có vú ngày nay. Chớ trêu thay khi loài động vật hung dữ này lại có dòng máu nóng. Khủng long bạo chúa không phải là loài khủng long ăn thịt lớn nhất. Hầu hết mọi người đều cho rằng khủng long bạo chúa Bắc Mỹ dài 12,1m tính từ đầu đến đuôi và nặng từ 7 đến 9 tấn là loài khủng long ăn thịt lớn nhất từng sống trên trái đất. Tuy nhiên, T-Rex chỉ to bằng hoặc nhỏ hơn không chỉ một mà đến hai loài khủng long. Tyrannosaurus Nam Mỹ nặng khoảng 9 tấn và Spinosaurus Bắc Phi nặng khoảng 10 tấn. Ba loài khủng long ăn thịt này chưa bao giờ có cơ hội để chiến đấu với nhau trong một trận đấu nào cả, vì chúng sống ở những khoảng thời gian và địa điểm khác nhau, cách nhau đến hàng triệu năm và hàng ngàn dặm. Hơi thở nguyên tử. À nhầm, đây không phải là Godzilla các bạn ạ. Hơi thở nặng mùi. Những con khủng long của thời đại trung sinh rõ ràng là không có đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa như con người. Một số chuyên gia cho rằng những mảnh thịt thối rữa, nhiễm vi khuẩn liên tục nằm trong chiếc hàm đầy ắp răng khiến loài khủng long bạo chúa gây ra vết cắn nhiễm trùng. Điều đó khiến vết thương trên con mồi của chúng bị nhiễm trùng và cuối cùng có thể giết chết con mồi đang bị thương. Quá trình này có thể sẽ mất vài ngày hoặc vài tuần. Đến lúc đó có thể một số loài khủng long ăn thịt khác sẽ bắt được con mồi này như một phần thưởng. Mình nghĩ rằng những con khủng long may mắn này cần phải biết ăn thịt nhớ kẻ mồm thối các bạn ạ. Là loài đồng thời săn mồi và ăn xác thối. Trong nhiều năm, các nhà cổ sinh vật học đã tranh cãi về việc liệu khủng long bạo chúa là kẻ săn mồi mang rợ hay là một kẻ cơ hội đi ăn xác thối. Điều này có nghĩa là chúng sẽ đi săn thức ăn của mình hay là bắt đầu ăn xác của những con khủng long đã bị đánh bại bởi tuổi già hoặc bệnh tật. Hiện tại, nhiều người cho rằng không có lý do gì mà loại khủng long bạo chúa lại không thể làm được cả hai điều này cả. Chúng cũng giống với nhiều loài ăn thịt khác là muốn tránh việc chết đói. Săn bắt khủng long ba sừng. Hãy tưởng tượng trận đấu, một con khủng long bạo chúa nặng 8 tấn đang đói với một con khủng long ba sừng chỉ nặng 5 tấn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu thôi vì cả hai loài khủng long đều sống ở Bắc Mỹ vào cuối kỷ phân trắng. Đúng là khủng long bạo chúa thường thích săn bắt một con khủng long ba sừng ốm yếu, chưa trưởng thành hoặc mới nở. Nhưng nếu chúng thực sự đói thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chiến luôn cho máu anh em ạ. Ấu trùng có khả năng được bao phủ trong lông vũ. Trên thực tế là loài khủng long đã tiến hóa thành chim và một số loài khủng long ăn thịt,
đặc biệt là loài raptor cũng được bao phủ bởi lông vũ. Một số nhà cổ sinh vật học cho rằng tất cả các loài khủng long hung dữ, bao gồm cả khủng long bạo chúa, đều được bao phủ bởi lông vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của chúng, và rất có thể là khi chúng nở. Đây là kết luận được hỗ trợ bởi việc khám phá ra các loài khủng long bạo chúa ở châu Á có lông vũ như Dilon và loài T-Rex phiên bản nhỏ là Zudirenus. Khủng long bạo chúa có thể làm thú cưng không? Không, một con thằn lằn săn mồi dài đến 12 mét sẽ không phải là một vật nuôi tốt trong gia đình. Nếu bạn đang hy vọng sở hữu một con thú cưng giống khủng long, hãy chọn một con gì đó nhỏ hơn và không bị tuyệt chủng, như rồng nước hoặc rồng râu. Khủng long bạo chúa có thị lực tuyệt vời. Không có gì là bí mật khi phim Công viên Kỷ Jura đã tạo ra các thông tin sai lệch đối với khoa học về loài khủng long. Sai lầm đáng nói nhất của bộ phim đã thuyết phục tất cả chúng ta rằng khủng long bạo chúa không thể nhìn tốt được. Trên thực tế là khủng long này có một thị lực tuyệt vời, với hai mắt hướng về phía trước, thay vì mỗi một mắt ở hai bên đầu, khả năng nhận biết chiều sâu tuyệt vời và khả năng nhìn thấy tất cả các màu sắc. Cho nên các nhà khoa học khá chắc chắn rằng, giống với các loài chim, khủng long bạo chúa cũng có thể nhìn thấy dải cực tím trong quang phổ màu, một phạm vi không thể nhìn thấy đối với con người. Vậy cho nên nếu có lỡ gặp khủng long bạo chúa thì các bạn có thể đứng yên, cho nó dễ đớp hơn. Nhưng khủng long bạo chúa cũng có sừng. Thật kỳ lạ so với những gì chúng ta thường nghĩ về hình dạng của loài khủng long bạo chúa. Các nhà khoa học khá chắc rằng chúng cũng có sừng, hoặc có thể đó là một chiếc mào sặc sỡ giống như Proceratosaurus. Hộp sọ của T-Rex thường có bề mặt gồ ghề xung quanh mắt và mõm, cho thấy có thứ gì đó từng được gắn ở đó. Lông vũ là một chuyện, nhưng mình đang cố gắng hình dung khủng long bạo chúa với chiếc sừng cừu hoặc một cái gạt hươu. Có lẽ trông khá là phèn các bạn ạ. T-Rex là một con vật thông minh. Đằng sau vẻ hùng dũng của chúng là một bộ não lớn. Các nhà khoa học biết điều đó một phần là do họ có thể lập bản đồ não dựa trên không gian mà não của chúng đã từng chiếm trong hộp sọ. Tất cả sức mạnh của não bộ đó đã thúc đẩy các giác quan của T-Rex và khả năng trở thành kẻ săn mồi của chúng. Ngoài thị lực tuyệt vời, thính giác và khứu giác của chúng cũng cực kỳ tốt. Khủng long bạo chúa đi săn như thế nào? T-Rex có lẽ đã bắt con mồi với tốc độ sấm sét trong quãng đường ngắn. Vì chúng quá nặng nề nên khó có thể đuổi theo những con khủng long khác trong một khoảng cách dài. Mặc dù T-Rex có thể tự săn tìm thức ăn của mình, nhưng có lẽ việc ăn xác thối cũng chiếm ít nhất một phần trong chế độ ăn của nó. Vì chúng có khứu giác tuyệt vời, nhiều nhà khoa học cho rằng việc ăn xác thối mới thực sự là cách chính mà loài khủng long bạo chúa tìm kiếm thức ăn. Các nhà khoa học khác tin rằng bộ não của một con T-Rex đủ lớn để nó có thể săn mồi theo bầy đàn. Bạn cần phải thông minh để làm việc theo nhóm mà. Như thế một con khủng long bạo chúa là không đủ vậy. T-Rex đã ăn gì? T-Rex là loài ăn thịt khổng lồ và chủ yếu ăn các loại khủng long ăn cỏ, bao gồm cả Edmontosaurus và Triceratops. Nhà cổ sinh vật học David Burnham của Đại học Kansas cho biết, là khủng long ăn thịt này kiếm được thức ăn thông qua việc ăn xác thối và đi săn. Chúng sẽ lớn lên rất nhanh và ăn hàng trăm ký thịt mỗi lần. Burnham nói với tờ Life Science, T-Rex có lẽ là một con vật cơ hội và có thể đã ăn xác thối, nhưng đó không phải là nguồn thức ăn dồi dào hoặc ổn định. Khủng long bạo chúa cũng có một cuộc sống đầy khó khăn. Chúng phải ra ngoài săn bắt để mưu sinh. À nhầm, để kiếm thức ăn khi đói. Trong nhiều năm, có bằng chứng cho rằng khủng long bạo chúa thực sự đi săn để kiếm thức ăn, được chứng minh qua các chứng cứ như xương con mồi có vết cắn, những chiếc răng xuất hiện gần sát mồi và dấu chân cho thấy có sự truy đuổi. Burnham đã nói vậy. Và trong một nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Burnham và các đồng nghiệp của ông đã đưa ra bằng chứng trực tiếp về bản chất săn mồi của loài T-Rex. Một chiếc răng của T-Rex được cắm trong xương đuôi của một con khủng long mỏ vịt. Bộ phận này đã lành lại, chứng tỏ con khủng long đã chạy thoát. Một sự thật rất thú vị khác của loài T-Rex là con thằn lằn hung bạo này thậm chí còn ăn thịt đồng loại của chúng. Nói một cách đơn giản, khủng long bạo chúa không hề ngại ngùng, giữ kẻ gì hết khi kiếm ăn. Đối với chúng thì có thực mới vượt được đạo. Sự thật đáng kinh ngạc này được đưa ra ánh sáng khi xương của một con T-Rex được tìm thấy trong tình trạng có một vết cắn sâu.
những vết cắn này được tạo bởi răng của một con T-Rex khác. Nghiên cứu này được công bố vào năm 2010 trên tạp chí PLOS ONE sau một cuộc phân tích. Tuy nhiên, các nhà khoa học không thể xác định rằng liệu nạn nhân đã bị ăn thịt sau khi đánh nhau đến chết hay là bị ăn sau khi chết vì lý do khác. T-Rex thuộc nhóm khủng long phi chim cuối cùng đã tuyệt chủng trong sự kiện tuyệt chủng KT hoặc sự kiện tuyệt chủng kỷ phấn trắng đệ tam. Cho đến nay vẫn là sự kiện tuyệt chủng hàng loạt nổi tiếng nhất trên hành tinh này. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí A Sciences của Canada cho thấy rằng những chiếc răng khác biệt trong miệng của khủng long bạo chúa có các chức năng khác nhau. Theo nghiên cứu, răng cửa của T-Rex dùng để kéo và kẹp thức ăn. Các răng ở hai bên làm nhiệm vụ xé thịt, trong khi răng ở phía sau dùng để cắt nhỏ các khối thịt và đẩy chúng xuống cổ họng. Hàm răng của T-Rex không giống với dao găm và chúng đều tăm tắp. Chúng có kích thước tiêu chuẩn và rộng. Theo nghiên cứu, đó là cách thức của tự nhiên giúp loài khủng long này chịu được lực mà một con mồi của chúng vùng vẫy khi bị bắt. Ok, như vậy là những thông tin thú vị về T-Rex mà mình tổng hợp được đã hết. Các bạn có yêu thích chủ đề này không? Đừng quên để lại comment của mình cũng như bấm đăng ký nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của kênh. Xin chào tạm biệt!